Trung Quốc ngày 18 tháng 9 cam kết trả đũa Mỹ và cảnh cáo rằng các cuộc đàm phán thương mại không có gì chắc chắn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm mục tiêu thêm 200 tỷ đô la giá trị hàng xuất khẩu của Trung Quốc bắt đầu từ tuần tới. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Cảnh sản không cho biết thời điểm cụ thể Bắc Kinh sẽ ra đòn trả đũa, chỉ nói rằng các biện pháp bảo hộ mậu dịch đơn phương do Mỹ đề ra là không thể chấp nhận đối với Trung Quốc. Các mức thuế mới của chính quyền Trump áp đặt bắt đầu có hiệu lực từ tuần sau và sẽ tăng lên 25% vào cuối năm nay. Khi luân báo thuế mới, Tổng thống Trump cảnh báo nếu Trung Quốc có hành động trả đũa chống lại các ngành công nghiệp và nông dân của Mỹ, Mỹ sẽ ngay lập tức bước vào giai đoạn 3, nghĩa là đánh thuế thêm lên 267 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nữa. Ông Trump công bố trên Twitter rằng tăng thuế hàng nhập khẩu giúp thúc đẩy kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới.